That's quite big. Nani? What's up anh em? Xin chào anh em đã quay trở lại với Hacom. Và hôm nay thì có một anh khách rất rất là đẹp trai, cực kỳ là giàu có đã đến với Hacom chúng mình và build một bộ PC rất là cháy luôn. Và dạ vâng, anh khách của chàng này là chào anh Tùng ạ. Thì hôm nay anh build bộ PC có tổng cộng là bao nhiêu tiền anh nhỉ? Nếu mà chỉ tính riêng cái cây thì anh nhớ là nó rơi khoảng độ là khoảng 115 triệu. 115 triệu, wow, một số tiền rất rất là lớn. Thế thì em thấy ở đây là anh đã sử dụng là CPU thế hệ 12, i7 12700K. Thế tại sao anh lại lựa chọn CPU này nhỉ? Thì thật ra là anh cũng là một khách hàng quen của Hacom. Thì ví dụ như ngay ở cái chiếc laptop anh đang sử dụng ở đây cũng đang sử dụng là chip Ryzen 9 5900. Và anh cũng thấy là nó cũng khá là phù hợp với công việc của mình rồi. Tuy nhiên thì mới gần đây thì các bạn cũng có tư vấn với anh là cũng có cái con chip là Intel đời 12 nó vừa mới ra, hiệu năng nó cũng rất là vượt trội, nên anh cũng đã cân nhắc là anh chuyển sang Intel. Thế thì cái bộ PC này chắc anh cũng phải dùng để làm việc đúng không ạ? Thế anh làm những việc gì ạ? Thì thật ra nếu nói về góc độ là sử dụng cho công việc thì nó cũng không thực sự là phù hợp lắm. Bởi vì là công việc chính của anh là quản trị kinh doanh. Quản trị kinh doanh của mô hình này. Bởi vì là quan điểm của anh là cái PC ấy, thì nó sẽ thiên về cái hơi hướng nó sẽ cố định hơn. Và anh cũng ban ngày cũng đi làm nên là cũng ít sử dụng, nhưng lại cũng muốn mua một cái chiếc PC là nó có thể là sử dụng trong một vài năm chẳng hạn. Để anh đỡ phải nó thay đổi nhiều. Cũng chọn được cái cấu hình như vậy. Thực sự thì em cảm thấy rằng với cái bộ PC này, i7-12700K này và cả GTX 3080 thì em có thể đảm bảo là anh có thể sử dụng làm việc chơi game đến khoảng tầm 3-4-5 năm nữa có thể vẫn dùng được thoải mái. Là anh sẽ cân nhắc là sử dụng cái chiếc bộ PC này để cho con anh học Zoom. Học Zoom khủng quá nhỉ. Con về đi quá. Rồi, thế thì em có thể thấy đây là anh đã sử dụng là đi nước. Đó, thì đây là những đồ nước này là do anh tự lựa chọn hay là anh có nhờ tư vấn không? Đây cũng là một cái việc mà do các bạn chuyên viên của bên Hacom tư vấn cho anh. Bởi vì là trước khi đến đây thì anh cũng chỉ biết là anh build một cấu hình thôi. Nhưng sau khi nghe các bạn tư vấn về cái việc mà lợi ích của việc mà sử dụng tản nhiệt nước để cho làm mát hệ thống thì anh cũng thấy là nó rất là hiệu quả, và anh cũng đã các bạn cũng hỗ trợ anh build một cái bộ như vậy. Thôi, cũng coi như là có một bộ PC khủng bố rồi. Thì bây giờ anh và em cùng xem cái kỹ thuật lắp bộ PC này nhé. Ok. Rồi, dạ vâng, sau một thời gian tương đối là dài thì chúng mình đã lắp xong bộ PC này, lắp tất cả đồ đạc này, đi nước này, uốn những đường ống rất là điệu nghệ vào đây rồi. Thì em thấy ở đây rằng là lúc mà sáng ấy, em có thấy rằng là anh chọn con cà khác của nhà Arus Master màu đen rồi nhỉ? Sao bây giờ lại biến hình như thế rồi? Thật ra thì lúc đầu trước khi lắp đặt thì anh cũng chọn con màu đen đó. Nhưng mà khi mà anh ướm lên thì các bạn chuyên viên của Hacom có tư vấn với anh là anh cũng nên đổi sang một cái con màu trắng thì nó về tổng thể về tông màu nó sẽ phù hợp hơn. Thì cũng đúng là sau khi mà các bạn lắp lên con Asus ROG Strix này thì anh cũng thấy là tông màu nó rất là phù hợp, tông xuyên tông hơn. Công nhận đây, em thấy đây là một sự lựa chọn rất là hợp lý đấy. Em cũng có thể thấy rằng là anh cũng có thêm là đồng hồ này với cả cái châm chóng nữa, rất là đẹp, rất là đẹp cho cái bộ nước này. Em biết rằng là anh đã ngồi đây và xem em lắp đặt từ đầu đến cuối. Em cảm thấy thế nào về cái trải nghiệm lắp đặt?
thì anh cũng ở đây từ hôm qua đến hôm nay cũng mất đến hơn một ngày. Thì anh cũng chứng kiến là từng cái công đoạn mà các bạn triển khai, thật sự là anh thấy là các bạn chuyên viên thật sự là rất là cẩn thận, như là tỉ mỉ, đi từ những cái đường ống này các bạn đo đạc thứ rất là tỉ mỉ, với cả là lên được cái bộ nước này anh cũng thấy là nó cũng rất là gọn gàng và cũng rất là phù hợp. Dạ vâng, thực sự em cũng cảm thấy rằng đây là một bộ PC rất là đẹp và rất khiến rất nhiều người khen tị. Rất là cảm ơn anh đã lựa chọn Hacom để mua bộ PC này và hy vọng là gặp được anh một ngày sớm hơn. Ok. Dạ vâng, thì cuối cùng xin cảm ơn các bạn đã xem video này nhé. Hẹn các bạn tại một video sau.